Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Suy niệm. Văn học Việt Nam ghi lại giai thoại cụ Dương Khuê đến chơi nhà ông bạn vong niên Nguyễn Khuyến. Nhà cửa thanh đạm, không có gì tiếp đãi bạn. Cụ Nguyễn Khuyến dí dỏm dành cho bạn điều quý giá hơn hết. Đó là một tình bạn chân thật. Bác đến chơi đây, ta với ta. Chúa Giêsu đến nhà của chị Marta và Maria ắt hẳn không phải để thưởng thức những món cao lương mỹ vị. Ngài đang trên đường đến Jerusalem, nghĩa là Ngài sắp đương đầu với các thượng tế, kỳ lão và luật sĩ thù địch. Ngài sắp bị giao nộp, bị sỉ nhục, bị giết chết. Trong bối cảnh căng thẳng như thế, điều Ngài tìm kiếm, mong muốn chắc chắn không phải là những món ăn ngon, chính là một tình bạn biết cảm thông, một tấm lòng biết lắng nghe, biết chia sẻ. Điều đó, Chúa đã tìm thấy nơi chính Maria chứ không phải Marta, và đó là điều duy nhất cần đối với Chúa. Thật là thiếu tế nhị khi tiếp đãi bạn mình bằng những thứ mà người đó không thích. Vậy ta đang tiếp đón Chúa bằng những thứ gì? Chúng ta có dành cho Chúa điều Chúa thích nhất là chính tấm lòng của mình. Nhất là chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng rước Chúa Giêsu Thánh Thể và dành trọn tâm tình để tâm sự với Ngài. Đón Chúa trong gia đình, đọc lời Chúa trong giờ kinh chung của gia đình. Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con yêu Chúa hết lòng. Con xin dâng Chúa tất cả con người của con, để con được mãi mãi thuộc trọn về Chúa.